Xin chào các bạn, mình tên là Ngô Túc Tĩnh, hôm nay mình 22 tuổi, hiện là sinh viên năm tư của trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người yêu ca nhạc, thích xem phim, yêu thiên nhiên nữa. Mình hay đi phượt và rất là thích chụp lại những khoảnh khắc trên chặng đường. Mình là một người yêu thể thao, một ngày của mình để tập gym, đôi khi thì chạy bộ hoặc là đi xe đạp, và hàng tuần mình đều đi bơi. Đối với mình, cuộc sống thì niềm vui và sức khỏe là điều trên hết. Làm sinh viên trường kiến trúc thì mình không mấy nhiều năng khiếu cho lắm, mình là người thích nấu ăn, có khả năng nấu ăn và món ăn của mình nấu thì không phải nói về. Mình là một người khéo tay, mình thích làm những điều như thế này và đôi khi là những bài bản handmade mát chỉ là điều khác thôi. Những lúc nghe nhạc thì mình nhảy thôi. Và vui đời thì mình hát lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay gặp nhau ta hỏi nhỏ nhỏ bao nhiêu không tên từ khi nhỏ không tên bây giờ quên nhé nhỏ nhỏ ơi. Xin chào các bạn.